Xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng 4 tháng 4 năm 2024, bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương, mặc áo trắng và cười rất tươi. Sáng 4 tháng 4, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng theo đơn kháng cáo của một số bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Anh Quân, là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài các bị cáo, bà Đặng Thị Hằng Ni là nhà báo, luật sư và bà Đinh Thị Lan cùng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được áp giải đến tòa để trả lời câu hỏi khi có yêu cầu từ hội đồng xét xử. Lúc 9 giờ sáng, bà Nguyễn Phương Hằng được đưa vào phòng xử. Đến 9 giờ 10 phút, phiên tòa bắt đầu. Sau khi thẩm tra lý lịch các bị cáo, chủ tọa phiên tòa công bố thành phần hội đồng xét xử. Bà Đinh Thị Lan là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, yêu cầu thay đổi thẩm phán Huỳnh Minh Duyên. Sau khi hội ý, chủ tòa phiên tòa thông báo nội dung yêu cầu thay đổi thẩm phán và với lý do như bà Lan trình bày không thuộc quy định tại Điều 49-53 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nên vẫn giữ nguyên thành phần hội đồng xét xử. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba đồng phạm Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà cùng 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo bản án sơ thẩm, đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý, livestream phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bị đặt sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Các bị cáo đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 người gồm ông Võ Nguyễn Hòa Linh, tức nghệ sĩ Hòa Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Việu Anh, bà Đặng Thị Hàng Ni là nhà báo luật sư, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà. Trước đó, chiều 11 tháng 3 năm 2024, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án theo đơn kháng cáo của một số bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, ba bị cáo tại ngoại gồm Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà không đến tòa và có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Đặng Anh Quân cũng không có mặt nên hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa. Báo Thanh Ni sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa trong những bản tin sau.